Máy bay chở ông Prigozhin rơi, lính Wagner ở Belarus lên tiếng. Nhóm lính Wagner ở Belarus nói đã sẵn sàng sau khi máy bay chở ông Yevgeny Prigozhin rơi ở Nga. Ngày 23 tháng 8, nhóm lính Wagner ở Belarus đã lên tiếng vụ máy bay chở lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin rơi ở tỉnh Tver Nga ngày 23 tháng 8. Trong khi đó có thông tin đã tìm thấy toàn bộ 10 thi thể nhưng chưa thể nhận dạng. Nhóm lính Wagner ở Belarus: "Chúng tôi đã sẵn sàng" Hiện có nhiều bàn tán về việc tập đoàn Wagner sẽ làm gì, chúng tôi chỉ muốn nói một điều rằng chúng tôi đã sẵn sàng. Tờ Daily Express Anh dẫn tuyên bố từ nhóm lính Wagner ở Belarus cuối ngày 23 tháng 8. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết chiếc máy bay phản lực Airbrier 135 BJ Legacy 600 đang bay từ Moscow đến xanh Petersburg thì bị rơi ở tỉnh Tver Nga ngày 23 tháng 8, khiến toàn bộ 7 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn không qua khỏi. Theo thông tin mới nhất của hãng thông tấn Interfax, toàn bộ 10 thi thể nạn nhân trên chuyến bay đã được tìm thấy. Tất cả đều bị bỏng nặng và do đó hiện chưa thể xác nhận danh tính các nạn nhân. Dân đàn hoa trước trụ sở Wagner ở thành phố Saint Petersburg. Tối 23 tháng 8 giờ địa phương, nhiều người dân tập trung đặt hoa trước trụ sở tập đoàn Wagner ở Saint Petersburg, Nga, theo đài CNN. Hiện Ủy ban điều tra Nga đã mở cuộc điều tra nguyên nhân và khởi tố vụ án hình sự tai nạn máy bay. Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga Rosaviasia đã lập một ủy ban đặc biệt tới hiện trường tai nạn điều tra nguyên nhân. Truyền thông Nga nói gì về vụ máy bay chở trùm Wagner rơi? Truyền thông Nga nhìn chung không đề cập liệu ông Vyabry Pekosin, người đứng đầu Wagner, đã không qua khỏi hay không, mà chỉ cho biết ông nằm trong số các hành khách trên máy bay bị rơi. Ngày 23 tháng 8, một chiếc máy bay tư nhân Embraer 135 đã bị rơi tại vùng Tver của Nga, phía bắc thủ đô Moscow. Theo dữ liệu sơ bộ, tất cả 10 người trên máy bay đều không qua khỏi. Cơ quan hàng không Nga cho biết ông Jeffrey Pikozin, người đứng đầu tập đoàn lính đánh thuê Wagner, nằm trong danh sách hành khách. Hãng RT chạy dòng tít, các quan chức nói người đứng đầu Wagner được liệt kê nằm trong số các hành khách trên máy bay bị rơi. Hãng tin Ria Novosti thông tin một trong những mảnh vỡ của máy bay chở ông Pikozin được tìm thấy cách hiện trường vụ tai nạn 2 km. Một người phát ngôn của cơ quan tình trạng khẩn cấp Nga nói với Ria Novosti rằng thi thể 8 người đã được tìm thấy tại hiện trường máy bay rơi, công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục. Trong khi đó, hãng tin Interfax đưa tin ông Jeffrey Picozin có mặt trên chiếc máy bay thương mại bị rơi tại vùng Tver. Còn theo hãng tin TASS của Nga, đã có những phản ứng chính thức cho tiến nay về vụ tai nạn trên. Cơ quan hàng không Nga đang điều tra vụ tai nạn. Một nhóm điều tra viên của Ủy ban điều tra Nga đã được gửi tới hiện trường vụ tai nạn. Các nhân viên phản ứng đầu tiên đang làm việc tại hiện trường cơ quan điều tra chính thuộc Ủy ban điều tra Nga đã bắt đầu cuộc điều tra hình sự về hành vi phạm tội theo điều 263 của Bộ luật hình sự Nga, xem xét khả năng diễn ra các vụ vi phạm quy định về an toàn và khai thác vận tải hàng không. Thống đốc vùng Tver Igor Rudenya đã tiến hành cuộc điều tra dưới sự giám sát cá nhân của ông. Phản ứng của Ukraina và phương Tây về cái chết của Trung Quốc sau vụ rơi máy bay khiến Trung Quốc Warner Jenny và trợ lý thân cận không qua khỏi, giới chức Mỹ và Ukraina cho rằng điều này có thể dự đoán được. Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga ngày 23 tháng 8 thông báo, ông chủ công ty quân sự tư nhân Wagner Jevgeny Prigozhin và một số trợ lý thân cận đã không qua khỏi trong một vụ rơi máy bay gần làng Kuchenkino ở vùng Tver Nga. Phản ứng về thông tin này, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói, tôi không chắc chắn chuyện gì đã xảy ra, nhưng điều này không có gì ngạc nhiên. Trước đó, trong một cuộc họp báo hồi tháng 7 ở Phần Lan, chủ nhân Nhà Trắng từng nói rằng Prigozhin nên lo ngại về sự an toàn của mình sau vụ nổ loạn bất thành của Wagner ở Nga hôm 24 tháng 6. Về phía Ukraine, cố vấn tổng thống ông Mikhailo Podolyak bình luận rằng Prigozhin đã tự ký vào lệnh tử hình chính mình khi tiến hành vụ nổi loạn ở Nga và sau đó phải đồng ý chuyển đến Belarus. Khó tìm được ai cho rằng đây là một sự việc ngẫu nhiên, Ngoại trưởng Ba Lan Neil Raw trả lời truyền thông khi bình luận về vụ rơi máy bay chở ông Trung Wagner. Điện Kremlin chưa bình luận về vụ rơi máy bay chở Prigozhin và cấp dưới. Cơ quan điều tra Liên bang Nga cho biết họ đã mở một cuộc điều tra hình sự để xác định liệu có bất cứ sai phạm nào về an toàn hoạt động vận tải hàng không trong vụ việc này hay không. Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga thông báo một máy bay tư nhân từ Moscow tới Saint Petersburg bị rơi hôm 23 tháng 8 giờ địa phương ở khu vực Tver Nga. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết toàn bộ 10 người trên máy bay đã không qua khỏi. Cơ quan hàng không dân dụng Nga cho hay, trong danh sách hành khách có tên ông Trùm Wagner và một số trợ lý thân cận theo Flight radar 24 máy bay này đã ngừng truyền dữ liệu vị trí lúc 18 giờ 11 theo giờ địa phương, có thể là do sự can thiệp hoặc gây nhiễu trong khu vực. Tuy nhiên, máy bay tiếp tục truyền dữ liệu khác trong 9 phút nữa, khoảng 30 giây cuối cùng trước khi biến mất khỏi màn hình radar. Máy bay này đột ngột hạ độ cao nhanh chóng. Wagner là một công ty quân sự tư nhân ở Nga và từng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, cuối tháng 5, Wagner bất ngờ thông báo rút khỏi chiến trường Bắc Mớt ở Ukraine, lui về dưỡng quân. Tối 23 tháng 6, ông Trùm Prigozhin cáo buộc quân đội Nga tập kích vào doanh trại giã chiến của Wagner ở Ukraine, khiến nhiều thành viên của lực lượng này không qua khỏi. Ông Prigozhin sau đó tuyên bố dẫn theo hàng nghìn tay súng Wagner thực hiện cuộc tuần hành công lý từ Ukraine tiến vào biên giới Nga. Sáng 24 tháng 6, Wagner chiếm được một số cơ sở quân sự của Nga ở thành phố biên giới rostov don và tiếp tục tiến về Moscow. Vụ nổi loạn chấm dứt sau 24 giờ theo thỏa thuận giữa Wagner và Điện Kremlin với trung gian là Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Wagner đồng ý quay đầu đưa quân trở lại căn cứ. Ông Trùm Wagner chấp nhận chuyển đến Belarus, trong khi các thành viên khác của Wagner được quyền lựa chọn trở về quê nhà hoặc sang Belarus hoặc ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Wagner đã chuyển hoạt động đến một căn cứ bỏ không ở Belarus, nhưng kể từ đó ông chùm Prigozhin hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Bí ẩn máy bay thứ hai quay đầu trong vụ rơi máy bay chở chùm Wagner. Một máy bay thứ hai được cho là có liên quan tới ông trùm Wagner đã rời Moscow ngay sau chiếc đầu tiên, nhưng nhanh chóng quay đầu và hạ cánh. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga xác nhận một máy bay đã lao xuống đất ở vùng Tver của Nga, khiến cả ba thành viên phi hành đoàn cùng bảy hành khách trên máy bay không qua khỏi vào hôm 23 tháng 8. Theo Bộ tình trạng khẩn cấp Nga, máy bay gặp tai nạn là Emperor 135 BG Legacy 600 đang trong hành trình từ Moscow tới Saint Petersburg vào thời điểm xảy ra vụ việc. Russia Viachia, cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga cho biết Jeffery Pikozin, ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner, có mặt trên máy bay cùng với một số chỉ huy cấp cao của Wagner. Theo trang web theo dõi chuyến bay Flyradar24, máy bay thứ hai có liên quan tới ông Prigozhin với số đuôi RA-02878 đã rời Moscow ngay sau khi máy bay đầu tiên cất cánh. Tuy nhiên máy bay này đã quay trở lại và hạ cánh sau khi có tin tức về vụ tai nạn. Mặc dù Rochia Viajasia nói rằng ông Prigozhin có tên trong danh sách những người có mặt trên chiếc máy bay Embraer 135 BG Legacy 600, nhưng cơ quan này không tuyên bố rõ ràng rằng thủ lĩnh Wagner đã không qua khỏi. Theo RT, tính tới tối 23 tháng 8 theo giờ địa phương, các quan chức Nga cho biết họ đã tìm thấy 8 thi thể, nhưng chưa có thi thể nào được công bố danh tính. Tất cả các trường hợp đều được mô tả là bị bỏng nặng. Một số cơ quan truyền thông Nga xác nhận số đuôi của máy bay gặp nạn là RA-02795, được cho là máy bay của ông Prigozhin. Ngoài ông Pikozin, Rosa Vyasia cho biết ông Dmitry Utkin, cựu chỉ huy lực lượng đặc nhiệm của Nga và được cho là người đồng sáng lập tập đoàn Wagner, Valery Chekalov, người mà Mỹ coi là phó lãnh đạo Wagner, cũng có mặt trên máy bay gặp nạn. Những hành khách còn lại được các hãng tin Nga xác định là thành viên Wagner, bao gồm Sergei Probustin, Jevgeny Makarian, Alexander Totmin và Nikolai Matushev. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc Empire Legacy 600 bị gãy một bên cánh chính và lao xuống đất với tốc độ cao từ hướng thẳng đứng. Theo Vrai 24, máy bay này được cho là không có dấu hiệu bất thường cho tới khi hạ độ cao đột ngột gần 2.500m trong 30 giây trước khi rơi. Theo Reuters, dòng máy bay Legacy 600 được ông trưởng Wagner sử dụng để đi lại có hồ sơ an toàn tốt. Dòng máy bay này chỉ ghi nhận một vụ tai nạn trong hơn 20 năm phục vụ và vụ tai nạn không liên quan tới yếu tố kỹ thuật. Trang web International Aviation HQ cho biết, Legacy 600 được đưa vào sử dụng từ năm 2002 với gần 300 chiếc để sản xuất cho tới khi ngừng sản xuất vào năm 2020. Theo International Aviation HQ, trong hơn 20 năm qua, chỉ có một vụ tai nạn được ghi nhận liên quan tới Legacy 600 xảy ra vào năm 2006 khi chiếc máy bay này đâm vào một chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không Gol trên đường từ nhà máy Imperial Brazil tới Mỹ. Mặc dù máy bay bị hư hại, nhưng phi công đã kịp thời hạ cánh máy bay Empire và không có thiệt hại về người. Trước khi đó, toàn bộ 154 hành khách trên chiếc Boeing 737 đã không qua khỏi.